Xin chào tất cả quý vị nha, mời quý vị cùng nghe HC tại lễ đặt bàn mộ ở Tân Sơn nhé. Quý vị nhớ bấm đăng ký đón xem những video tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả quý vị nha. Bây giờ mời quý vị cùng nghe Trai Tân Sơn và hai cô ở đâu ấy? Lạng Sơn á. Hai cô ở chỗ nào? Hai cô ở Lạng Sơn. Xã nào? Xuân Long. Xuân Long à? Vâng. À, biết rồi. Hàng Đông nhỉ? Gần sông Giáp. Ở đây có cái vườn vải rất là đẹp nhá, mát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sôi lơ để mi siêu lơ. Hãy
Quay nửa tiếng thôi mà. Về nãy con đến nửa tiếng rồi. Thấy về không ai kể. Không sao đâu, kệ. Còn lâu mới tối, bây giờ mới có 3 giờ. 3 giờ mọi người về thôi. Không sao đâu. Thank you.
thân ơi mi la. Ai nhà papa ta
Tại sao? Tại vì chẳng có nơi nào mà đi. Cái lồng hang đây, nó phải cho con người chính trị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
À, cầm em tí để em đặt cái máy chưa. Ú đi rồi. Đi đâu? Không đi đâu. Còn lâu mới tối mà. Cái dốc ngã đấy. Lúc nãy vừa có người ngã rồi đây, đi dốc ngã đấy, cứ đứng đây thôi. Yeah.
về thế rồi thì anh ấy ơi chúa chị. Cảm ơn tất cả quý vị nha. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nha. Quý vị nhớ bấm đăng ký đón xem nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.